Hình như vừa nãy bỏ quên mất ông ấy. Bỏ xả ra. Bỏ quên mất ông ấy. Đấy, ra đi ông phục vụ ông ấy. Tao chắc khỏe, tao bị làm sao anh đâu. Nhà anh có quyền có cứu. Cây này nhấc lên được ấy. Nhấc khởi vai. Nó rơi đấy. Bụi này là bao nhiêu tiền ông vị? 1 triệu. 1 triệu, cả chậu. Hàng cắp nách, giỏ xe đây. Đẹp luôn đấy. Đấy. Ông gặp số của ông kìa. 0906. 0906. 225. 225. 376. 376. Trước đi qua nhà ông không ngắm vào. Ngắm vào. Nhiều cây đẹp quá. Chó cắn. Nhiều cây đẹp. Mấy con chó. Ơ để vào. Sợ vào không mua được. Không mua được. Sợ chó cắn chúng chú này nói thế. Tao hỏi cho 10 thằng hiếu nhé. Nhưng mà ra đây gặp 10 luôn. Gặp anh em chú cháu là sướng. Lâu lắm mới được gặp mặt. Ô cây này, nó lại cây xanh này nó hay nhỉ, nó lại có cái mầm này này. Đấy, cái cây đấy nó lại cỏ. Cỏ xám. Cỏ. Cây đột biến. Đó lại đột biến nữa đấy. Láo này là bao tiền nữa? Này 2 triệu. 2 triệu. Đấy làm loạn cái này bao nhiêu? Cái này cũng 2 triệu. 2 triệu. Cây đấy là cũng phải hai quê nhỉ? Quê. Hai cái quê cả. Đây còn cây này. Tầm người. Cây này sang 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Tiền. Cây 1 triệu. 1 triệu. Đây. Đấy, 2 triệu đấy, cái hai triệu, ba chuột, xi đẹp hết, ông bán nhà lắp hàng đấy nhỉ, hàng đấy luôn, kiểu như lâu dân không có rau ăn thế nào, hôm nào đi qua vào tay chơi, vâng, nghe tao cũng uống rồi, nghe thì ngon đâu. Sao được thuốc vâng ông cứ hút đi để cháu ấy để cháu xin ông okay. Đấy xong rồi ông này mua xong rồi chỗ rồi hay quá cháu xin được đang thèm cảm ơn cứ gọi điện hỏi thăm có đúng khỏe không khỏe à đấy à chỉ thiếu tiền thôi đang cần giúp đỡ sức khỏe thì khỏe lắm ui quả này mang cản ra mua nhài nữa quả này mày hết rồi mất cả xe quả này mua cả xe luôn mất cả xe rồi xin giới thiệu tên là cây của ông Trẻ Ti mà đây là cây của ông Trẻ Ti bán cây như nói không có người ta tưởng bán cả xe chết không em chỉ bán cây thôi đấy. Không bán xe thế bảo là ông nào tưởng là chỉ bán cây công không bán xe ok xe còn phải đi về bán nhà đi đây đầu tư nhiều lắm rồi, đây đầu tư nhiều. Ôi rồi, nó là dở người không ạ? Tôi thấy thích thèm mua. Biết lại mua lại bán này. Bán được cho ai đâu? Bán đây thì bán hết. Có ai mua đâu bán? Không thì quay thì xin cho con đi xin mua. Cháu á? Lâu thì nhỉ? Không biết đâu. Cháu toàn cái khẩu ấy mà. Không có cây trên trần ta không làm thôi. Vâng, cháu toàn cái màu ấy thôi. Nó toàn ngắn ấy đâu mà bê làm sao lên được. Đây là con gì đây? Em nhà quê vị nào? Con gì đây? Xanh. Nhưng mà hình dáng con gì? À, con gì thì muốn nào con xem được. Con muốn đi qua cổ. Con này nó hải cẩu lai với ấy. Hay kiểu dòng chó. Hải cẩu lai chó. Phốc phốc. Đúng rồi, hải cẩu lai phốc. Lai chó phốc. Đấy, nhìn này. Con này là có biết là chân vịt biết bơi đấy. Có chân vịt đấy biết bơi. Đó, con này biết bơi. Anh quên rồi nhầm rồi. 1 triệu 8. Cái này bao nhiêu tiền đấy em? Cái nào? 16 triệu. Đấy. Đó, đi cùng không có.
làng mách đẹp đấy. Tiên cá lai Hải Khẩu. Ở đằng kia hay không nào, ngồi không? Tất cả có, có vài người. Không lưu được, không phải không. Đây này, cái này tình nghĩa này. Vẫn cứ nói là hôm nay vẫn còn sống. Đứng từ đây đến tối luôn, đến lúc ông về luôn. Như thế này. Anh à? Dạ, em chào anh. Bắt tay anh. Bắt tay thì quay nó vào, coi như cây có giao dịch được cây nào đâu mà bắt mà quay. À, tên là Tuyền Đại Ca. À. Suốt ngày lang thang. Tuyền Đại Ca. Đấy, có một cây này cao là... Lang thang làm phiền. Là thấp đấy. Không phải là L cao đâu. Nói cấp cao em chả hiểu như nào. Tại vì em chỉ biết L với N thôi. Đây đẹp này chẳng anh. Mình nói L thấp và L cao. Vệ vãi xòe đẹp. Tự nhiên. Đấy. Lại dính Hiếu vào đây rồi. Đấy. Ok anh. Cứ như vậy bảo Tuyền cắt cái đoạn của Hiếu đi nhá. Ờ, cắt của Hiếu nhé. Hiếu đây, 10 Hiếu ra đây. Đoạn này đang ngó lấy đông là cũng 10 yếu một yếu rồi. Yếu trước cả ngày thôi. Trước cả ngày rồi còn nó rồi còn thế nào nữa. Còn đòi hỏi gì nữa. Đấy cả vườn rồi còn có binh thôi. Mà con không ngồi to được. Đúng rồi. Cái đủ rồi. Cũng là vườn rồi. Đắp chăn rồi. Đắp chăn chờ độc lập. Quay lên anh em. Đắp chân chờ độc lập. Bịt hết rồi. Dỡ mi lông ra được một lúc hôm nay lại có chiều của hôm qua. Ôi trời, rất rõ ràng lấy. Chạy cái đồn rồi nhưng mà là chưa thấy. Chưa thấy cái này. Bén dê mới này. Hợp, rất hợp với đường vi này. Ổn, đơn này. Xanh mọi người, xanh mọi người. Dễ qua nó. Dễ ông này mất cả xe lắm. Đoán rồi bán. Bán phải buôn mà. Ok, người ta đang chỗ góc.